Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta hãy cùng tô màu cho bức tranh về hình ảnh hai bông hoa hướng dương nhé. Chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi nào. Mình sẽ tô thân hai màu này. Màu xanh này vàng lắm.